Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật khai kinh kệ. Phật pháp đồng sau đó nhị màu, trong nghe một cái khó tìm cầu, con đang nghe thế chuyên trì tụng ổn tạo Như Lai nghi gia màu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 671 Kinh Nhập Lăng Già quyển 8 phẩm 14 Sát Na. Bây giờ thánh giả Đại Bồ Tát Đại Tuệ là bạch Thế Tôn, nguyện xin Đức Như Lai ứng chánh biến tri giải nói cho con, xin đấng thiền thệ bị con giải nói về tướng sinh diệt của tất cả pháp. Sao Như Lai nói tất cả pháp từng niệm chẳng trụ. Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ, hay thay này Đại Tuệ, ông hãy lắng nghe ta sẽ vì ông giảng nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch, hay thay bạch Thế Tôn, xin vâng, con xin lắng nghe và tin nhận. Đức Phật nói, này Đại Tuệ, tất cả pháp là những gì gọi là pháp thiện, pháp bất thiện, pháp hữu vi, pháp vô vi, pháp thế gian, pháp xuất thế gian, pháp hữu lậu, pháp vô lậu, pháp bên trong, pháp bên ngoài. Này Đại Tuệ, lượt nói pháp năm ấm, nương vào tâm, ý, ý thức, quân tập, tăng trưởng. Những người phàm phu nương vào tâm, ý, ý thức, quân tập nên phân biệt pháp thiện, pháp bất thiện. Này Đại Tuệ, thánh nhân hiện tại chứng tới mùi Tam-ma-bạt-đề, hạnh an lạc, pháp thiện, vô lậu. Này Đại Tuệ, đó gọi là pháp thiện. Lại nữa này Đại Tuệ nói rằng pháp thiện, pháp bất thiện là gọi 8 thức. Những gì là 8? 1. A-lại-da thức, 2. Ý, 3. Ý thức, 4. Nhãn thức, 5. Nhĩ thức, 6. Tị thức, 7. Thiệt thức, 8. Thân thức. Này Đại Tuệ, thân 5 thức cùng với thân ý thức đối với pháp thiện, pháp bất thiện đắp đổi sai biệt tương tục. Thể không thân sai biệt thuận theo pháp sinh ra rồi trở lại diệt, chẳng biết tự tâm tới cảnh giới hư vọng, tức là lúc diệt. Có thể chấp giữ hiện trạng cảnh giới, hình tướng lớn nhỏ, hơn hay ngang bằng. Này Đại Tuệ, ý thức cùng với thân năm thức tương ứng sinh ra. Thời gian một niệm chẳng trụ, vậy nên ta nói thời gian niệm về pháp đó chẳng trụ. Này Đại Tuệ, nói Xác ni ca thì gọi là không A-lại-da thức, gọi là Như Lai tạng. Không cùng với ý chuyển biến thức huân tập nên gọi là không. Đầy đủ pháp huân tập vô lậu gọi là bất không. Này Đại Tuệ, phàm phu ngu si chẳng hiểu, chẳng biết chấp trước các pháp trong sát na, chẳng trụ rơi vào tà kiến mà nói pháp vô lậu cũng chẳng trụ trong sát na, phá chân như Như Lai tạng đó. Này Đại Tuệ, thân năm thức chẳng sinh ra 6 đường, chẳng nhận chịu khổ vui, chẳng tạo tác nhân của Niết Bàn. Này Đại Tuệ, Như Lai tạng chẳng nhận chịu khổ vui, chẳng phải nhân của sinh tử. Còn pháp khác thì cùng sinh cùng diệt. Nếu giả 4 loại say xưa huân tập mà các phàm phu chẳng hiểu chẳng biết, huân tập tà kiến nói rằng tất cả pháp chẳng trụ trong sát na. Lại nữa này Đại Tuệ, kim cang Như Lai tạng, pháp Như Lai chứng đắc chẳng phải trong sát na chẳng trụ. Này Đại Tuệ, pháp Như Lai chứng đắc nếu trong sát na chẳng trụ thì tất cả thánh giả chẳng thành thánh nhân. Này Đại Tuệ, chẳng phải phi thánh nhân, do đó là thánh nhân vậy. Này Đại Tuệ, trụ ở kim cang một kiếp gọi là bằng trụ không lượng, chẳng tăng chẳng giảm. Này Đại Tuệ, sao phàm phu ngu si phân biệt các pháp cho rằng sát na chẳng trụ? Và các phàm phu chẳng thông đạt ý của ta, chẳng hiểu, chẳng biết các pháp trong ngoài, từng niệm chẳng trụ. Bồ Tát Đại Tuệ bạch Thế Tôn, Như Lai thường nói đầy đủ 6 pháp ba la mật thì đạt được vô thượng cho đại chánh giác. Bạch Thế Tôn, hiện giờ là 6 ba la mật làm sao đầy đủ? Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ, này Đại Tuệ, ba la mật có 3 loại khác nhau, đó là thế gian ba la mật, xuất thế gian ba la mật và xuất thế gian thượng ba la mật. Này Đại Tuệ nói rằng thế gian ba la mật là phàm phu ngu si chấp trước pháp ngã và ngã sợ, rơi vào nhị biên. Nhưng đối với vô số cảnh giới thượng thắng vi diệu mà tu hành ba la mật, có quả báo nơi cảnh giới sắc. Này Đại Tuệ, phàm phu ngu si hành thi la ba la mật, tức là trì giới, sàn đề ba la mật, nhẫn nhục, tỳ la gia ba la mật, tinh tấn, thiền ba la mật, bát nhã ba la mật, trí tuệ, cho đến sinh ở Phạm Thiên, cầu pháp 5 thần thông thế gian. Này Đại Tuệ, đó gọi là những ba la mật của thế gian. Này Đại Tuệ nói rằng xuất thế gian ba la mật, nghĩa thanh văn bích chí phật, chấp giữ tâm niết bàn của thanh văn bích chí phật mà tu hành ba la mật. Này Đại Tuệ, những phàm phu ngu si thế gian kia, vì cầu niềm vui niết bàn mà nơi tự thân mà tu hành ba la mật của thế gian. Thành và Dư Giác cũng lại như vậy, vì tự thân cầu niềm vui niết bàn mà tu hành hạnh ba la mật suốt thế gian, cho đến cầu niềm vui chẳng phải của cánh đó. Này Đại Tuệ, suốt thế gian thường ba la mật là có thể biết như thật, chỉ là từ tâm phân vọng phân biệt nên thấy cảnh giới bên ngoài. Bây giờ biết quả thật chỉ là tự tâm thấy pháp trong ngoài, cho phân biệt hư vọng phân biệt, chẳng chấp giữ sắc tướng trong ngoài tự tâm. Đại Bồ Tát có thể biết như thật tất cả pháp nên tu hành đàn ba la mật bố thí, vì khiến cho tất cả chúng sinh được triệt vui an ổn, không kinh sợ, đó gọi là đàn ba la mật, đó là bố thí. Này Đại Tuệ, Bồ Tát quan sát tất cả các pháp đó, chẳng sinh ra phân biệt mà tự thuận thanh lương, đó gọi là thi ba la mật. Này Đại Tuệ, Bồ Tát lìa khỏi tâm phân biệt mà nhẫn nhịn, Bồ Tát đó tu hành như thật và biết cảnh giới năng thủ, khả thủ chẳng phải thật, đó gọi là sàn đề ba la mật của Bồ Tát. Này Đại Tuệ, Bồ Tát làm sao tu hành tinh tấn, đầu đêm, giữa đêm, cuối đêm thường siêng năng tu hành tuần theo pháp như thật, đoạn trừ các phân biệt, đó gọi là tỳ la gia ba la mật. Này Đại Tuệ, Bồ Tát lìa khỏi tâm phân biệt chẳng thuận theo tướng cảnh giới năng thủ, khả thủ của ngoại đạo, đó gọi là thiền ba la mật. Này Đại Tuệ, bát nhã ba la mật của Bồ Tát là gì? Bồ Tát như thật quan sát tướng tự tâm phân biệt, như thấy phân biệt chẳng rơi vào nhị biên, nên vào sự tu hành như thật mà chuyển biến thân, chẳng thấy một pháp nào sinh ra, chẳng thấy một pháp nào diệt đi. Từ thân chứ đắc tu hành thánh hạnh, đó gọi là bát nhã ba la mật của Bồ Tát. Này Đại Tuệ, nghĩ ba la mật đủ đầy như vậy thì đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: không vô thường sát na, ngu phân biệt hữu vi, như sông đèn hạt giống. Không vô thường sát na, phân biệt nghĩa sát na, cũng như vậy sát na. Xác ni ca chẳng sinh, tịch tỉnh lìa tạo tác. Tất cả pháp chẳng sinh, ta nói nghĩa sát na, vật sinh tức có diệt. Chẳng nói vì phàm phu, phân biệt pháp tương tục, vọng tưởng thấy sáu đường, nên vô minh là nhân hay sinh những tâm ấy. Cho đến sắc chưa sinh, trung gian nương đâu trụ. Có sinh tức có diệt, tâm khác theo đó sinh. Sắc chẳng trụ một niệm, quan sát pháp gì sinh, đưa nhân nào sinh pháp. Tâm không nhân mà sinh, vậy nên sinh chẳng thành. Làm sao biết niệm hoại? Người tu hành chứng định kim cang xá lợi Phất, cung điện trời Quan Âm, việc thế gian chẳng hoại. Cho đáp pháp chân như, thành tựu trí Như Lai, tỳ kheo chứng bình đẳng. Làm sao niệm chẳng trụ, huyễn thành Cải Tất Bà. Vì sao niệm chẳng trụ, bốn đại không thấy sắc? Thì bốn đại là gì? Phẩm 15 hóa. Bây giờ tán giả Đại Bồ Tát Đại Tuệ là bạch Thế Tôn, như Phật Thế Tôn thật ký cho các vị La Hán thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Như Lai lại nói các Đức Phật Như Lai chẳng vào niết bàn, lại nói Như Lai ứng chánh biến tri, và đêm đó chứng Đại Bồ Tát, và đêm đó nhập bát niết bàn, và ở khoảng giữa ấy chẳng nói một chữ. Như Lai lại nói các Đức Phật Như Lai thường vào định vô giác, vô quán, vô phân biệt, lại nói tạo ra vô số thân ứng hóa độ các chúng sinh. Thế Tôn lại nói các thức sai khác từng niệm tỳ niệm chẳng trụ, kim cang mật tất thường theo ủng hộ. Thế Tôn lại nói bản thế của thế gian có biết là nói rằng chúng sinh vào niết bàn, mà nếu vào niết bàn kể ra có bản thế. Thế Tôn lại nói các Đức Phật không có thù oán, và thấy các ma. Lại nói Như Lai đoạn tất cả chướng, nhưng mà thấy chiên già ma na tỳ tôn đà lê bà bán Phật vào thôn ta lê na, rốt cuộc chẳng được thức ăn, mang bát không mà đi ra. Bà Thế Tôn, nếu như vậy thì Như Lai có vô lượng tội nghiệp chướng, sẽ Như Lai chẳng lìa khỏi tất cả những tội lỗi mà đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, được nhất thiết chủng trí. Đức Phật bảo thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ: hay thay này Đại Tuệ, ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông giải nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: hay thay bạch Thế Tôn, thưa vâng, con xin lắng nghe và tin nhận. Đức Phật nói: này Đại Tuệ, ta vì các thanh văn đã từng tu hành hạnh Bồ Tát nên vào niết bàn vô dư mà ta ký cho họ. Này Đại Tuệ, ta thọ ký cho thanh văn là vì chúng sinh khiếp nhược làm cho họ sinh ra có lòng dũng mãnh. Này Đại Tuệ, trong thế giới này thì những cõi Phật khác có các chúng sinh tu hành Bồ Tát mà ưa thích hạnh của pháp thanh văn, vì chuyển cho họ đạt được đại bồ đề, nên Phật ứng hóa vì thanh văn mà ứng hóa mà thọ ký, chẳng phải là Phật báo thân Phật pháp thân mà thọ ký. Này Đại Tuệ, Niết Bàn của thanh văn bích chí Phật không sai khác, vì xa về đoạn trừ phiền não không sai khác. Đoạn phiền não chướng chẳng phải đoạn trí chướng. Lại nữa này Đại Tuệ, theo pháp vô ngã thì đoạn trừ được trí chướng. Thế nhân vô ngã thì đoạn trừ phiền não chướng. Này Đại Tuệ, chuyện ý thức nên đoạn pháp chướng, nghiệp chướng. Do chuyện huân tập của ý và A-lại-da thức nên đường thanh tịnh hoàn toàn. Này Đại Tuệ, ta thường nương vào thể của bản pháp mà trụ, lại chẳng sinh ra pháp, nương vào bản danh từ chương cú, chẳng hiểu, chẳng tư duy mà nói các pháp. Này Đại Tuệ, Như Lai thường biết như ý, thường chẳng bất niệm, và nơi Như Lai không pháp, không giác, không quán. Cái Đức Phật Như Lai lìa khỏi tứ địa rồi, sao lìa hai loại sinh tử, hai chướng, hai loại nghiệp vậy? Này Đại Tuệ, bảy loại tức ý tức nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, từng niệm chẳng trụ, do hư vọng phân tập lìa khỏi các nghiệp, các thiện pháp vô lậu. Này Đại Tuệ, Như Lai tạng ở Thái Giang, chẳng sinh, chẳng tử, chẳng đến, chẳng đi, thường hàng thanh lương, bất biến. Lại nữa này Đại Tuệ, nương vào Như Lai tạng nên có nhân của Thái Giang Niết Bàn, khổ vui mà các phàm phu chẳng hiểu, chẳng biết, để vào trống không, hư vọng, điên đảo. Này Đại Tuệ, kim cang mật tích thường theo ủng hộ, bao quanh Đức Như Lai ứng hóa, chẳng phải Phật pháp thân, Phật báo thân, căn bản Như Lai ứng, chẳng biến tri. Này Đại Tuệ, căn bản Như Lai xa lìa các căn lớn nhỏ, các lượng xét xa lìa tất cả phàm phu thanh văn bích chi Phật. Này Đại Tuệ, người tu hành như thật đạt được cảnh giới hành an lạc chân như đó, với căn bản Phật chưa đạt được pháp nhẫn bình đẳng. Vậy nên kim cang mật tích theo Phật ứng hóa. Này Đại Tuệ, Phật ứng hóa thì không còn nghiệp, không bài bán, mà Phật ứng hóa chẳng các pháp Phật, báo thân Phật Như Lai mà cũng chẳng là một. Như thợ vốn muối, người làm việc làm ra, Phật ứng hóa làm việc giáo hóa chúng sinh, khác với tướng chân thật nói pháp. Chẳng nói pháp chứng đắc cảnh giới thánh trí nơi tự thân. Lời nữa này Đại Tuệ, tất cả phàm phu ngoại đạo sanh vào bích chi Phật, thấy sáu thức diệt thì rơi vào đoạn kiến, chẳng thấy A-lại-da tức thì rơi vào thượng kiến. Là nữa này Đại Tuệ, trạng thái tự tâm phân biệt bản tế, vậy nên thế gian gọi là không bản tế. Nay Đại Tuệ, sẽ lìa sự thấy phân biệt nơi tự tâm thì gọi là giải thoát, được chứng Niết Bàn. Này Đại Tuệ, các Đức Phật Như Lai sẽ lìa bốn huân tập ý, vậy nên không gây ra những lỗi tội lỗi. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ ba thừa và phi thừa. Chư Phật vô thượng thừa, ta ký bạch thảy Phật địa, nói đoạn các phiền não, chư thanh trí nội thân và vô dư Niết Bàn, khuyên gắn chúng sinh giết khiếp, để nói pháp ẩn lấp, Như Lai chứng đắc trí, cũng nói đến đạo trên, chúng sinh đương vào đạo, nhị thừa không Niết Bàn, thể dục sắc và hữu, và huân tập bốn địa, ý thức cũng sinh ra, thấy ý thức cùng trồ, thấy ý nhãn thức thảy, thường vô thường đoạn diệt, đơn ý chấp thường kiến, khởi kiến chấp Niết Bàn. Phẩm 16. Ngang ăn thịt. Bây giờ thánh giả Đại Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, con quan sát thế gian, sinh tự lưu chuyển oán kết liền nhau, rơi vào các đường ác đều do ăn thịt, giết hại lẫn nhau, tăng trưởng tham sân, chẳng được ra khỏi, thật là khổ sở. Bạch Thế Tôn, người ăn thịt đoạn trừ hạt giống đại từ, người tu đạo thánh chỉ nên ăn thịt. Bạch Thế Tôn, các ngoại đạo nói pháp tà kiến lô ca gia đà, rơi vào luận của thế tục, rơi vào trong hai kiến đoạn thường hữu vô, đều ngăn ăn thịt, tự mình chẳng ăn, chẳng cho phép người khác ăn. Sao trong pháp thanh tịnh của Như Lai, người tu phạm hạnh thì tự ăn, cho phép người khác ăn, tất cả chẳng cấm chế. Như Lai Thế Tôn đối với các chúng sinh từ bi bình đẳng, thì sao lại cho phép dùng thịt làm thức ăn? Hay thay Bạch Thế Tôn, Thế Tôn thương xót thế gian, nguyện xin vì con nói về lỗi của sự ăn thịt và công đức của sự chẳng ăn thịt. Con và những Bồ Tát nghe rồi đều nương vào đó tu hành như thật và tuyên nói, đồ bố rộng rãi khi chúng sinh hiện tại và vị lai tất cả đều biết rõ. Đức Phật bảo thánh giả Đại Tuệ: Hay thay này Đại Tuệ, ông có tâm đại từ bi thương xót chúng sinh, nó có thể hỏi ý nghĩa này. Ông này hãy lắng nghe, ta sẽ bị ông dạy nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Hay thay Bạch Thế Tôn, thưa vâng, con xin lắng nghe và tin nhận. Đức Phật nói: Này Đại Tuệ, Luận gì ăn thịt có vô lượng lỗi. Các đại Bồ Tát tu đại từ bi thì chẳng được ăn thịt. Tội lỗi và công đức của người ăn thịt cùng chẳng ăn thịt ta sẽ nói lên một phần ít. Hôm nay hãy lắng nghe. Là Đại Tuệ, ta quan sát chúng sinh từ vô thị đến nay đã quen ăn thịt, tham trước vị thịt, giết hại lẫn nhau, sẽ lìa thiền tánh, chịu khổ sinh tử. Người sẽ bỏ vị thịt, nghe vị chánh pháp. Ở Bồ Tát địa tu hành như thật thì bỏ chóng đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác, để khiến cho chúng sinh vào đến chỗ dừng nghỉ. Cả địa thanh văn bích chí Phật dừng nghỉ rồi khiến họ vào Như Lai địa. Này Đại Tuệ, nhân lợi ích lớn như vậy, lấy tâm từ lòng gốc, người ăn thịt đoạn trật giống đại từ thì làm sao sẽ được lợi ích lớn như vậy? Vậy nơi này Đại Tuệ, ta quan sát chúng sinh luân hồi sáu đường, đồng ở trong sinh tử, cùng nhau nuôi sống, đắp đổi làm cha mẹ, anh em, chị em, hoặc nam hoặc nữ, hoặc trong lục thân quyến thuộc nội ngoại, hoặc sinh vào đường khác, đường thiện, đường ác, thường làm quyến thuộc. Do nhân duyên đó ta quan sát chúng sinh ăn thịt lẫn nhau thì không ai là chẳng phải người thân. Do tham vị thịt, họ đắp đổi ăn lẫn nhau, thường sinh tâm ác hại, tăng trưởng nghiệp khổ, lưu chuyển trong sinh tử chẳng được ra khỏi. Khi Đức Phật nói lời này, các la sát ác nghe lời dạy của Đức Phật đều bỏ tâm ác, dừng lại chẳng ăn thịt, cùng khuyên nhau phát tâm từ bi, hộ trì mạng của chúng sinh hơn tự hộ thân mình, để bỏ tất cả những thứ thịt chẳng ăn nữa, buồn khóc và nước mắt mệt. Mà Thế Tôn, con nghe Phật dạy, quan sát kỹ sáu đường, thịt mà con ăn đều chính là người thân của con, và biết ăn thịt chúng sinh là oán thù lớn. Các đức giống đại từ lớn theo nghiệp bất thiện chính là gốc của khổ đau. Bà Thế Tôn, từ ngày hôm nay con chấm dứt chẳng ăn thịt và quẹo và quyến thuộc của con cũng chẳng được phép ăn. Đệ tử của Đức Như Lai có người nào chẳng ăn thịt thì con sẽ ngày đêm gần gũi ủng hộ. Nếu có người ăn thịt thì con sẽ làm cho họ chẳng được nhiều lợi ích. Đức Phật nói, này Đại Tuệ, quỷ ác la sát là loài thường ăn thịt, nghe lời nói của ta còn phát từ tâm, bỏ thịt chẳng ăn. Vốn là đệ tử của ta tu hành thiện pháp và được phép ăn thịt ư? Nếu có người ăn thịt thì phải biết kẻ đó là oán thù của chúng sinh, đoạn trừ thánh chủng của ta. Này Đại Tuệ, nếu đệ tử của ta nghe lời ta dạy, chẳng quan sát kỹ càng mà ăn thịt thì phải biết người đó chính là dòng giống chiên Đà La, chẳng phải đệ tử của ta, ta chẳng phải là thầy của người ấy. Và nên này Đại Tuệ, nếu muốn cùng ta làm quyến thuộc thì tất cả các thứ thịt đều chẳng nên ăn. Là nữa này Đại Tuệ, Bồ Tát nên quan sát tất cả thịt đó đều nương vào máu mũ bất tịnh, đỏ trắng của cha mẹ hòa hợp mà sinh ra thân bất tịnh. Vậy nên Bồ Tát quan sát thịt bất tịnh, chẳng nên ăn thịt. Lại nữa này Đại Tuệ, người ăn thịt thì chúng sinh nghe thấy hơi đều kinh sợ, chạy trốn tránh xa. Vậy nên Bồ Tát tu hành như thật, người hóa độ chúng sinh thì chẳng nên ăn thịt. Này Đại Tuệ, với như chiên Đà La, thợ săn, người giết mổ, người đánh cá, kẻ bắt chim, tất cả hành động của họ chúng sinh thấy từ xa đều khởi lên ý nghĩa như vậy. Ta đây nhất định chết, người đi đến đây chính là người đại ác, chẳng nhận thức được tội phước, giết hại mạng của chúng sinh, cầu lợi hiện tiền, hay đến đây vì tiền kia chúng ta. Này thân của chúng tôi đều có thịt, vậy nên là chúng tôi nhất định sẽ chết. Này Đại Tuệ, với người ăn thịt có thể khiến cho chúng sinh nhìn thấy đều sinh ra kinh sợ như vậy. Này Đại Tuệ, tất cả chúng sinh trong hư không, trên đất, các người ăn thịt đều sinh ra kinh sợ mà khởi lên ý niệm nghi ngờ, đến hôm nay thì ta sống hay chết đây. Như vậy người ác chẳng tu từ tâm, có như loài hổ, chó sói ở thế gian thường tìm kiếm thịt ăn, như trâu ăn cỏ, bò hung ăn phân, chẳng biết no đủ. Thân ta là thịt, chính là thức ăn của chúng, chẳng nên cho chúng nhìn thấy. Chúng sinh đó liền bỏ chạy trốn tránh xa những kẻ giết hại ấy. Những người sợ sệt la sát không khác. Này Đại Tuệ, người ăn thịt có thể khiến cho chúng sinh thấy thì đều sinh ra kinh sợ như vậy. Ông nên biết ăn thịt chúng sinh là oán thù lớn, mà nên Bồ Tát tu hành từ bi, vì có giới chúng sinh thì chẳng nên ăn thịt họ, chẳng phải vị ăn của người thánh tuệ. Tiếng ác truyền khắp, tánh nhân quả trách. Về nơi này Đại Tuệ, Bồ Tát viện khổ trị chúng sinh chẳng nên ăn thịt. Lời nữa này Đại Tuệ, Bồ Tát việc hội trì lòng tin của chúng sinh thì chẳng nên ăn thịt. Vì sao này Đại Tuệ? Vì nói rằng Bồ Tát thì chúng sinh đều biết chính là hạt giống tâm từ của Phật Như Lai, có thể làm rơ nơi nương tựa cho chúng sinh. Người nghe tự nhiên chẳng sinh ra nghi ngờ, kinh sợ mà sinh ra tướng thân hữu, tướng thiện tri thức, tướng không sợ hãi. Còn nói rằng được chỗ quy y, được chỗ yên ổn, được thầy dẫn đường tốt. Này Đại Tuệ, nếu chẳng ăn thịt có thể sinh ra lòng tin của chúng sinh như vậy. Còn nếu ăn thịt thì chúng sinh liền mất đi tất cả lòng tin, và liền nói rằng thế gian không có người có thể tin được, họ liền đoạn trừ tính căn. Vậy nên này Đại Tuệ, Bồ Tát vì hội trì lòng tin của chúng sinh thì tất cả các thịt đều chẳng nên ăn. Và nếu này Đại Tuệ, các đệ tử của ta vì ủng hộ thế gian ngăn bài bán tam bảo nên chẳng nên ăn thịt. Vì sao? Vì thế gian có người thấy ăn thịt nên phải bán tam bảo, nó nên lời như vậy. Ở trong Phật Pháp, chỗ nào sẽ có sa môn bà la môn tu phạm hạnh chân thật thì bỏ món ăn của thánh nhân đã ăn mà ăn thịt chúng sinh, giống như La Sát ăn thịt no bụng ngủ say chẳng động. Nương vào người phàm ở đời giàu có thế lực tìm kiếm thịt để ăn, như vua La Sát làm chúng sinh kinh sợ, và nơi khắp nơi sướng lên lời như vậy. Chỗ nào có sa môn bà la môn tu hành thanh tịnh chân thật thì chỗ đó không pháp, không sa môn, không tỳ ni, không có người tu hành thanh tịnh sinh ra vô lượng vô biên lòng ác chẳng lành như vậy. Đoạn dứt pháp luân của ta, diệt hết thánh chủng, tất cả đều do lỗi của người ăn thịt. Và nơi này Đại Tuệ, đệ tử của ta vì hội trì người ác, vì bán tam bảo thậm chí chẳng nên sinh ra ý niệm tưởng về thịt, uống gì là ăn thịt. Lại nữa này Đại Tuệ, Bồ Tát vì cầu giỏi, cầu cõi Phật thanh tịnh giáo hóa chúng sinh thì chẳng nên ăn thịt, mà nên quan sát các thứ thịt như thay chết của người. Mắt chẳng muốn thấy, chẳng muốn nghe, hơi, uống gì có thể ngửi và đặt vào trong miệng, tất cả các thứ thịt cũng là như vậy. Này Đại Tuệ, như thiêu đốt thay chết mùi hôi thối bất tịnh cùng với thiêu đốt thịt khác, thối bẩn không khác, thì làm sao trong đó có đồ ăn hay chẳng có đồ ăn. Và nơi này Đại Tuệ, Bồ Tát gì cầu cõi Phật thanh tịnh giáo hóa chúng sinh thì chẳng nên ăn thịt. Lời nữa này Đại Tuệ, Bồ Tát gì cầu đều khỏi sinh tử, nên phải chuyên tâm nhớ nghĩ hạnh từ bi, ít muốn biết đủ, nhàm chán khổ thế gian, mong cầu chạy thoát, phải bỏ nơi ồn ào, đến với nơi thanh vắng, ở trong rừng thay chết, chỗ thanh tịnh, vùng tha ma, ngồi một mình dưới gốc cây đại tư duy, quan sát cái thế gian không có một thứ gì đáng vui. Dạo con quyến thuộc tưởng như cùm khóa, côn điện, lầu đài, quán tưởng như lao ngục, quán sát những trân bảo, tưởng như đóng phân, thấy đồ ăn thức uống, tưởng như máu mủ, nhậu đồ ăn thức uống, như bôi thuốc trị ung nhọt, mục đích giữ được mạng sống, buộc miệng và cánh đạo, chẳng vì tham rị. Rượu, thịt, hành, hệ, tỏi nén, mùi hôi đều bỏ, chẳng ăn. Này Đại Tuệ, nếu người như vậy chính là người tu hành chân chánh, đủ sức thọ sự cúng dường của tất cả trời người. Nếu ở thế gian chẳng sinh nhàm chán, tham trước nhiều vị, rượu, thịt, cái nồng, có được liền ăn ngay thì chẳng nên nhận của tính thí ở thế gian. Lại nữa này Đại Tuệ, có các chúng sinh ở quá khứ từng tu vô lượng nhân duyên, có thiện căn, và được nghe pháp của ta, người tính tâm xuất gia ở trong pháp của ta, và được quá khứ từng làm quyến thuộc của La Sát, sinh ra trong loài cọp sói, sư tử, mèo chồn, thì tuy ở lại trong pháp ta, nhưng tại quán ăn thịt còn nên thấy người ăn thịt thì vui mừng gần củi, và vào trong thành ấp xóm làng, tháp chùa, và uống rượu ăn thịt cho là vui vẻ. Những người trong thiên hạ xem họ giống như vị La Sát, dành ăn thay chết với nhau, không khác mà chẳng tự biết, rồi đến mức chúng của ta, tên quyến thuộc của La Sát. Họ tuy mặc áo ca sa, cởi bỏ râu tóc, nhưng kẻ có mạng sống nhìn thấy họ thì lòng sinh kinh sợ, như sợ La Sát. Vậy nên này Đại Tuệ, nếu người nhờ ta làm thầy, tất cả các thịt đều chẳng nên ăn. Lại nữa này Đại Tuệ, những thầy chú thuật tà kiến ở thế gian, nếu họ ăn thịt thì chú thuật chẳng thành, vì để thành tà thuật mà còn chẳng ăn thịt. Huống nữa là đệ tử của ta về cầu đạo thánh vô thượng của Như Lai, cầu giải thoát xuất thế, tu đại từ bi tinh cần khổ hạnh. Con sợ chẳng được, huống là nơi nào sẽ có giải thoát như vậy, vì người ngu si đó ăn thịt mà được. Và nơi này Đại Tuệ, những đệ tử của ta việc cầu niệm vô giải thoát xuất thế thì chẳng nên ăn thịt. Lại nữa này Đại Tuệ, ăn thịt có thể sinh ra sắc lực. Người ăn vị này khiến có nhiều tham trước, nên phải quan sát kỹ càng. Kẻ có thân mạng trong tất cả thế gian đều tự quý trọng, sợ nỗi khổ chết, tiết dưỡng thân mạng. Người và súc vật không khác biệt, ta phải ưa tấm thân ghẻ lỡ hoang dã tồn tại, để thể bỏ mạng để đạt được những niềm vui cõi trời. Vì sao? Vì sợ khổ của cái chết. Này Đại Tuệ, do sự quan sát chết đó là khổ lớn, chính là pháp đáng sợ. Tự thân sợ chết thì làm sao mà ăn thịt người khác được. Vậy nơi này Đại Tuệ, muốn ăn thịt thì trước tự nghĩ đến thân, tôi đến là quan sát chúng sinh thì chẳng đến ăn thịt. Là nếu là Đại Tuệ, phải người ăn thịt thì chư thiên sẽ lìa, vốn gì là thánh nhân. Vậy nên Bồ Tát vì thấy thánh nhân phải tu từ bi, chẳng nên ăn thịt. Là Đại Tuệ, người ăn thịt ngủ nghỉ cũng khổ, khi thức dậy cũng khổ, khổ ở trong mộng, thấy đủ thứ ác, kinh sợ, giận tóc gáy, lòng luôn bất an, không có lòng từ, nên thiếu thốn các năng lực thiện. Nếu thấy người một mình ở chỗ thanh vắng thì bị nhiều phi nhân lén lút quấy phá, cọp xó, sư tử cũng đến đình mò, muốn tìm cơ hội mà ăn thịt, lòng luôn luôn kinh sợ cho được yên ổn. Là nữa này Đại Tuệ, những người ăn thịt khó tỏa mãn lòng tham, chẳng biết lượng sức, chẳng thể tiêu hóa bốn đại tăng thêm. Hơi của miệng tanh tao, bên trong là có nhiều do lượng trùng độc, thân nhiều ghẻ lỡ, hát lào, bệnh tật đủ thứ chẳng sạch. Phàm phu hiện tại chẳng ưa nghe thấy, huống là có thể được thân người thơm sạch, không bệnh trong đời vị lai. Là nữa này Đại Tuệ, ta nói phàm phu với còn mạng sống thanh tịnh, mà ăn thức ăn thanh tịnh còn nên sinh ra lòng tưởng như ăn thịt con, huống gì là cho phép ăn thức ăn chẳng phải của thánh nhân. Thánh nhân giải thoát thì dùng thịt có thể sinh ra vô lượng lỗi, mất đi tất cả công đức xuất thế thì làm sao nói rằng cho phép những đệ tử của ta ăn những thứ thịt máu, vì bất tịnh. Người ta nói rằng ta cho phép, tức là bài bản ta. Này đệ tử Đại Tuệ, ta cho phép đệ tử ăn thức ăn mà các thánh nhân ăn, chẳng phải là thức ăn thánh nhân xa lìa. Thức ăn của thánh có thể sinh ra vô lượng công đức, xa lìa các tội lỗi. Này Đại Tuệ, thức ăn của thánh nhân quá khứ hiện tại như là gạo, lúa nước, đại mạch, tiểu mạch, đậu, đổ thứ dầu, mật, cây mía, nước cốt cây mía, bột, kiển đà, can đề, tùy lúc được thì cho phép ăn vì thanh tịnh. Này Đại Tuệ, ở đời vị lai có người ngu si nói với các tỳ ni rằng được ăn thịt cho ở đời quá khứ, nói hôn tập ăn thịt, tham đắm vị thịt, tùy theo tâm mình thấy nên nói lời như vậy, chẳng phải Phật Thánh nói vì món ăn ngon. Này Đại Tuệ, người chẳng ăn thịt thì do đời quá khứ vốn dường cho Phật gieo trồng căn lành, có thể tin lời của Phật chỉ dình giáo luật chắc chắn, tin các nhân quả. Đối với thân miệng có thể tự tiết chế, điều lượng, chẳng vì tham trước các vị của thế gian. Thấy người ăn thịt có thể sinh tâm từ. Này Đại Tuệ, ta nhớ từ quá khứ có vị vô tên là sư tử nô, ăn đủ thứ thịt, đam mê vị của thịt, là lượt thậm chí ăn cả thịt người. Vì vô ấy ăn thịt người nên cha mẹ, anh em, vợ con, quyến thuộc đều xa lìa hết. Tất cả thần dân trong đất nước, xóm làng đều liền mưu phản, còn muốn giết vua ấy. Cho người ăn thịt có những lỗi lầm như vậy nên chẳng nên ăn tất cả loại thịt. Là nếu này Đại Tuệ, Vua Trời tự tại hóa thân làm chim câu, tức là Hoàng Nhân, là chúa của chư thiên, do tập khí ăn thịt ở đời quá khứ nên hóa thân làm chim ưng, đuổi bắt chim bồ câu này. Chim bồ câu bay đến đậu vào ta. Bây giờ ta làm vua Thi Tỳ, thương xót chúng sinh ăn đút nhau, nên cân thịt của thân mình cho chim ưng thay cho thịt bồ câu. Các thịt thân chẳng đủ đặt lên trên cân, phải chịu đau khổ vô cùng. Này Đại Tuệ, như vậy từ vô lượng đời đến nay Huân tập ăn thịt thân mình, thân người khác có lỗi như vậy. Huống gì là người thường ăn thịt không hổ thẹn. Này Đại Tuệ, là có vị vua khác chẳng ăn thịt thì cưỡi ngựa vào chơi. Vì ngựa nổi kinh sợ, dẫn vào đuổi sau, thất lạc tùy tùng, chẳng biết đường về. Vì vua ấy chẳng ăn thịt nên sư tử cọp sói nhìn thấy, không có tâm muốn hại, rồi cùng với sư tử cái cùng làm việc dâm dục, cho đến sinh ra con là Ban Túc Vương. Do đời quá khứ con tập ăn thịt và làm vua cõi người, cũng thường ăn thịt ở tại Tôn Tất Gia. Những người ưa ăn thịt thái quá, liệt ăn cá thịt người, nên họ sinh ra những con trai, con gái hầu hết là la sát. Đại Đại Tuệ, chúng sinh ăn thịt nương vào quá khứ huân tập ăn thịt, nên phần nhiều sinh vào trong những loài la sát, sư tử, cọp, sói, báo, mèo, chồn, cú bọ, diều hâu, chim ưng. Những loài có thân mạng đều tự hộ thân, không ai có thể giết hại. Chịu khổ đói khát thì thường sinh ra tâm ác, người đến việc ăn thịt kẻ khác, bạn chung là ra vào đường ác. Thọ sinh thân người khó được, vốn nữa sẽ đạt được đạo Niết Bàn. Là Đại Tuệ, ông nên biết người ăn thịt có vô lượng những tội lỗi như vậy. Người dám ăn thịt tức là không tụ công đức không lượng. Là Đại Tuệ, các ông vô chẳng biết tội lỗi của ăn thịt và công đức của chẳng ăn thịt như vậy. Nay ta được nói về chẳng cho phép ăn thịt. Này Đại Tuệ, nếu tất cả mọi người chẳng ăn thịt thì cũng không có người giết hại chúng sinh. Do người ăn thịt nếu chẳng có để thì đi khắp nơi tìm mua. Người vì ta lợi liền giết để buôn bán, vì người mua nên giết, và đến người mua cùng người giết không khác. Và nên ăn thịt có thể làm chướng ngại thánh đạo. Này Đại Tuệ, người ăn thịt đam mê vị thịt đến nỗi không có vật nuôi thì ăn cả thịt người. Vốn gì là hưu, nai, trĩ, thỏ, ngỗng, heo, dê, gà, chó, lạc đà, lừa, voi, ngựa, rồng, rắn, cá ba ba. Loài có sinh mạng sống dưới nước, trên đất lại bắt được mà chẳng ăn. Do thành đó vị thịt nên tạo ra các phương tiện giết hại chúng sinh, tạo tác đủ thứ lưới chăn, cạm bẫy, lưới bao núi, lưới dân dưới đất, ngang sông, trận biển, khắp nơi trên đất, trong nước đều vây lưới, đặt bẫy, đào, hầm hố, đặt cung, dao, tên độc, xen lẫn không còn chỗ trống. Đủ thứ chúng sinh sống trong hư không, trên đất, dưới nước đều bị giết hại vì ăn thịt vậy. Này Đại Tuệ, thời gian kẻ giết mổ người ăn thịt, tâm ác bền vững, có thể làm điều bất nhẫn. Thấy hình thể chúng sinh béo tốt, da thịt mơn mởn thì sinh tâm nghĩ đến món ăn, là nghĩ cho nhau rằng cái này có thể ăn, lòng chẳng sinh một ý niệm bất nhẫn. Vậy nên ta nói người ăn thịt đoàn mất hạt giống đại từ. Này Đại Tuệ, ta quan sát thế gian, không có thứ thịt nào mà chẳng phải là sinh mạng. Tự mình chẳng giết, chẳng dạy người giết thì người khác chẳng bị giết. Chẳng từ sinh mạng mà có thịt này thì không có điều này. Nếu có thứ thịt chẳng từ sinh mạng mà ra, này lại là món ăn ngon thì ta vì lý do gì chẳng cho phép người ăn? Tìm khắp thế gian không có thứ thịt như vậy. Vậy nên ta nói ăn thịt là tội, đòi giết hạt giống Như Lai, nên chẳng cho phép ăn. Này Đại Tuệ, sau khi ta niết bàn vào đời vị Lai, lúc pháp sắp diệt, ở trong pháp của ta có người xuất gia cạo bỏ râu tóc tự xưng ta là Thích Tử Sa Môn, mặc áo ca sa của ta mà ngu si như đứa trẻ, tự xưng là luật sư mà rơi vào nhị biên, đủ thứ hư vọng, giác quán, loạn tâm, thêm trước vị thịt theo kiến chấp tự tâm nói. Trong tiền ni nói rằng người ăn thịt cũng bài bán ta rằng các đức Phật Như Lai cho phép người ăn thịt, cũng nói rằng do cấm chế mà được phép ăn thịt, cũng bài bán ta rằng Như Lai Thế Tôn cũng tự ăn thịt. Nơi đây tự ở trong tất cả kinh như Tượng Dịch, Ương Quật Ma, Niết Bàn, Đại Vân của ta chẳng cho phép ăn thịt, còn chẳng nói cho thịt vào thức ăn. Này Đại Tuệ, nếu ta cho phép các đệ tử thanh văn lấy thịt làm thức ăn thì nhất định ta chẳng được miệng thường khen ngợi người tu từ bi thực hành hạnh như thật, cũng chẳng khen ngợi người tu hành đầu đà trong rừng Thi Đà, cũng chẳng khen ngợi người tu hành đại thừa trụ ở đại thừa, cũng chẳng khen ngợi người chẳng ăn thịt. ta chẳng tự ăn thì cho các người khác ăn. Và nên ta khuyên người tu hạnh Bồ Tát, khen ngợi chẳng ăn thịt, khuyên nên xem chúng sinh như con một. Thì tại sao xứng lên rằng ta cho phép ăn thịt, ta bị đệ tử tu hạnh ba thừa mong đạt được quả, nên ngăn chặn tất cả thịt, chẳng cho phép người ăn, chẳng cho phép ăn, thì tại sao nói rằng trong tỳ ni của ta cho phép người ăn thịt? Lại là nói rằng trong kinh khác của Như Lai nói có ba thứ thịt cho phép người ăn thì nên biết người đó chẳng lý giải được tỳ ni, mà các lớp thứ lớp nên nói rằng được ăn. Vì sao này Đại Tuệ? Vì thịt có hai thứ, một là người khác giết, hai là tự chết. Do đời khi người đời nói rằng có thịt được ăn, có thịt chẳng được ăn, voi ngựa, rồng rắn, người, quỷ, khỉ, vượn, heo, chó và trâu thì nói chẳng được ăn, còn các loài khác thì được ăn. Người giết mổ chẳng hỏi được ăn hay chẳng được ăn mà cứ giết hết tất cả và bán khắp nơi, chúng sinh không có lỗi mà bị giết hại ngang ngược. Vậy nên ta cấm chế thịt người khác giết hay tự tử đều chẳng được ăn. Nghe thấy nghi ngờ thì gọi là người khác giết, chẳng nghe thấy nghi ngờ thì gọi là tự tử. Vậy nên này Đại Tuệ, trong tỳ ni của ta xuống lên lời như vậy: phàm đối với tất cả các tự sa môn, thịt đều là thức ăn bất tịnh, làm ô uế mạng sống thanh tịnh, chướng ngại thánh đạo phần, không có phương tiện có thể được ăn. Nên nói rằng trong tỳ ni của Phật có ba thứ thịt là chẳng cho phép ăn, chẳng phải là cho phép ăn. Họ nên biết là người trụ vững chắc ở tỳ ni là người chẳng bài bán ta. Này Đại Tuệ, nay trong kinh Lăng Già này, tất cả thời gian, tất cả các thứ thịt cũng không phương tiện mà có thể được ăn. Và nơi này Đại Tuệ, ta ngăn ăn thịt chẳng phải vì một người mà hiện tại và vị lai tất cả chẳng được ăn. Và nơi này Đại Tuệ, nếu người ngu si kia thì nói là luật sư mà nói rằng trong tỳ ni cho phép người ăn thịt, ông bài bán ta rằng Như Lai tự ăn, thì người ngu si đó thành tội chướng lớn mà mãi rơi vào chỗ không lợi ích, cho không thánh nhân, cho chẳng nghe pháp, cũng chẳng được các đệ tử của bậc thánh hiền hiện tại vị lai, huống là sẽ được gặp các đức Phật Như Lai. Nơi Đại Tuệ, những hàng thanh văn thường nên ăn lúa gạo, lúa mì, dầu, mứt, đồ thứ mè, đậu có thể sinh ra mạng thanh tịnh. Nếu là chứa nuôi phi pháp, nhận lấy phi pháp thì ta nói bất tịnh, còn chẳng cho ăn, huống gì là cho phép ăn máu thịt bất tịnh. Nơi Đại Tuệ, các đệ tử thanh văn bích chí Phật Bồ Tát của ta ăn được pháp thực thì chẳng phải ăn uống thức ăn, huống gì là Như Lai. Nơi Đại Tuệ, pháp thực, pháp trụ của các đức Phật Như Lai chẳng phải là thân ăn uống, chẳng phải thân trụ ở tất cả các thức ăn thức uống, lìa khỏi các của cải ưa thích, xa lìa tất cả tội lỗi của tập khí phiền não, khéo phân biệt tâm, trí tuệ của tâm, nhất thiết trí, nhất thiết kiến, tất cả chúng sinh thương xót bình đẳng. Vậy nên này Đại Tuệ, ta thấy tất cả các chúng sinh bình đẳng giống như con một, thì làm sao mà cho phép dùng thịt làm thức ăn? Ta cũng chẳng tùy hỷ, huống gì là tự ăn. Này Đại Tuệ, như vậy tất cả hành, hẹ, tỏi, nén, hôi nhơ, bất tịnh có thể làm chướng ngại đạo thánh, cũng làm chướng ngại chỗ thanh tịnh của người trời ở thế gian, huống gì là quả báo của bác gọi thanh tịnh của chư Phật. Râu cũng như vậy, có thể làm chướng ngại thánh đạo, có thể làm tổn hại nghiệp thiện, có thể sinh ra những tội lỗi. Vậy nên là Đại Tuệ, người đến với thánh đạo thì rượu, thịt, hành, hệ, tỏi, nén, những thứ có thể tạo vị nồng đều chẳng nên ăn. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: Đại Tuệ Bồ Tát hỏi, rượu, thịt, tỏi, nén, hành, Phật rằng là bất tịnh, tất cả chẳng cho ăn. Quỷ la sát ăn muối, quỷ la sát ăn nuốt, chẳng phải của thánh ăn. Người ăn thánh của trách và tiếng ác lưu truyền, nguyện Phật phân biệt nó, tội phước ăn chẳng ăn. Này Đại Tuệ, nghe kỹ, ta nói lỗi trong ăn rượu, thịt, hành, hẹ, tỏi là chướng đạo thánh nhân. Ta xem trong ba cõi chúng đạt được đạo thánh, từ thế giới vô thủy rất đổi đều thân thuộc, làm sao ở trong ấy mà có ăn chẳng ăn? Quan sát chỗ thịt đến, xuất xứ chẳng thanh tịnh, sinh máu mủ trộn lẫn, phân giải mũ hòa chung. Người tu hành thanh tịnh phải quán chẳng nên ăn đồ thối thịt, hành, hẹ, uống rượu cũng chẳng nên, đủ loại tỏi và nén. Người tu thường xá lìa khỏi dầu mè, thương, dương, thung, lỗ, chấn âm. Các trùng nhỏ biết bay. Đoàn hai mạng người khác. Ăn thịt tăng sức mạnh, do lực sinh tà niệm. Tà niệm sinh tham dục nên chẳng cho ăn thịt. Do ăn thịt sinh tham, lòng tham say mê hoặc. Mê say tăng ái dục, chẳng giải thoát tử sinh. Vì lợi giết chúng sinh, vì thịt tìm của tiền. Nghiệp ác hai người đó, chết đọa ngục kêu la. Ba thứ gọi tịnh nhục, chẳng nghi, chẳng thấy nghe. Đời không thịt như vậy, ăn thịt rơi vào trong. Nạn như uế đáng chán, thường sinh trong điên cuồng. Sinh vào nhà đồ tể, chiên Đà La thợ săn, hoặc sinh nữ la sát và những chỗ ăn thịt. La sát và mèo chồn sinh trong loài ăn thịt. Kinh Thượng Dịch Đại Vân, Kinh Niết Bàn Thắng Mang và Kinh Nhập Lăng Già, ta dặn cho ăn thịt. Phật Bồ Tát Thanh Văn, các vị cũng quả trách, ăn thịt không hổ thẹn, để đời điên cuồng mãi. Trước nói, nghi, thấy nghe, đã đoạn tất cả thịt, vọng tưởng chẳng hiểu biết, nên tự ăn thịt sinh. Như lỗi tham dục đó, chứa ngại thánh giải thoát. Rượu thịt, hành, tỏi nén, thánh đạo đều bị ngăn. Chúng sinh đời vị lai, giới thịt. Ngu nói rằng, thịt thanh tịnh không tội, Phật cho chúng ta ăn thanh tịnh như thuốc, giống như ăn thịt con. Tri túc sinh nhàm chán, tu hành đi khất thực. Người từ tâm ăn trụ, ta nói luôn liền chán. Sư tử xài lan cọp, thường hay đi ở chung. Ăn thịt người, ai thấy sợ, làm sao có thể ăn. Vậy nên người tu hành, tâm từ chẳng ăn thịt. Ăn thịt đoạn tâm từ, liền niết bàn giải thoát. Trái lời dạy thánh nhân, nên chẳng cho ăn thịt. Không ăn sinh phạm chủng, và những người tu đạo, trí tuệ và giàu sang, ấy do chẳng ăn thịt. Phẩm 17 Đà-la-ni. Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo thánh giả Đại Bồ Tát Đại Tuệ: Này Đại Tuệ, ông nên lắng nghe ta trì chú Kinh Lăng Già của ta. Thầy chú này, các Đức Phật quá khứ, vị lai, hiện tại đã nói. Nay ta nói và sẽ nói. Này Đại Tuệ, ta nay cũng nói. Ta vì các pháp sư tọa trì đọc tụng Kinh Lăng Già mà nói chú: Đầu đế, chúc đế, chúc đế. Tô pha đế, ca đế, ca đế. A ma lị, a ma đế. Tỳ ma lê, ni di, hề di, hề di. Bà mê, ca lê, ca la, ca lê. A tề, ma tề, già tề, đau tề, nhượng tề, tô phất tề. Các đệ, ba đệ, ba đệ. Hề mễ, địa mễ, địa mễ. La chế, ba chế, ba chế. Bàn đệ, a chế, di chế. Trúc trà lê đâu, trà đệ. Ba la đệ, ác kế, trước kế, trước kế. Lê lợi, nhĩ dương mễ, hề mễ, hề mễ. Trú trú, trú trú. Trừ xúc, trừ xúc, trừ, 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 trừ. Trừ 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 tô bà ha. Nên Đại Tuệ, đất gọi là câu văn chú trong Kinh Đại Lăng Già. Thì nam thì nữ tỳ kheo ni ưu bà tát ưu bà di có thể thọ trì đọc tụng câu văn này. Vì người chỉ nói thì không có người nào có thể tìm ra tội lỗi của những người ấy, hoặc trời, thiên, nữ, hoặc rồng, rồng nữ, hoặc già xoa nữ, atula nữ, ca lâu la nữ, Cẩn Đa La, Cẩn Đa La nữ, Mã Hầu La già nữ, Phù Đa nữ, Cứ Bàn Trà nữ, Tỳ Xá nữ, Ô Đa La nữ, A Ba La nữ, La Sát nữ, Trà già nữ, Ô Châu Hà La nữ, Già Tra Phước Đa La nữ, hoặc người phi nhân, hoặc người nữ, chẳng phải người nữ. Có thể tìm thấy tội lỗi của những người ấy. Nếu có quỷ thần ác làm tổn hại người và muốn mau chóng khiến cho những ác quỷ đó đi, thì tụng 100 biến chú Đà La Ni này. Những quỷ ác đó kinh sợ gào khóc vội vàng bỏ đi. Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ: Này Đại Tuệ, thay vì hội trì pháp sư ủng hộ pháp này là nói Đà La Ni, Đức Phật nói chú Ba Đầu Di Đề Tỳ Hề ni, hề ni, hề nị chư lê, chư la, chư lệ, hầu la, hầu lệ, do lê, do la, do lệ, ba la, ba lệ văn chế, ân điệt tần điệt bàn thể, mạc điệt trì na, ca lê tô ba ha. Này Đại Tuệ, câu văn chú Đà La Ni này, nếu thiện nam thiện nữ thọ trì độc tụng về người dạy nói, thì không người nào có thể gây tạo tội lỗi cho họ, hoặc trời, hoặc thiên nữ, hoặc rồng nữ, dạ xoa nữ, atula nữ, calola nữ, khẩn na la nữ, ma hầu la già nữ, cà tác bà nữ, phù đa nữ, cơ bàn trà nữ, tỳ xá xà nữ, ô la nữ, a bạc ma la nữ, la xoa nữ, ô thác a la nữ, già trà phước đa na nữ, hoặc người hoặc phi nhân, hoặc người nữ phi nhân nữ. Tất cả những người đó chẳng thể tìm được tội lỗi của họ. Đại Tuệ, nếu có người có thể thọ trì đọc tụng câu văn chú này, cho người đó được gọi là tụng tất cả kinh Lăng Già. Vậy nên ta nói câu chú Đà La Ni này để ngăn chặn tất cả các la sát, hộ trì tất cả thiện nam thiện nữ giữ gìn kinh này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nhập Lăng Già quyển 8. Vì đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên nền bốn ăn nặng dưới quốc phổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe để phát tâm Bồ Đề không báo thân này sẽ về cõi cực lạc. Nam mô Tây phương cực lạc thế giới, Đại Từ Đại Bi Thích Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.